những câu chuyện éo le xảy ra trước đám cưới ngày càng muôn màu muôn vẻ. Cách đây không lâu, cả tập thể mạng xôn xao với chuyện cô con dâu to gan say cước trong ngày cưới còn đòi dẫm lên chân mẹ chồng để sau này về làm dâu khỏi bị tóm nạt. Nhưng hôm nay, lại thêm một câu chuyện khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán. Một cô gái chia sẻ trên diễn đàn như sau: em vừa trải qua một chuyện cực kỳ kinh hoàng khủng. Lẽ ra hôm nay là ngày cưới của em nhưng toan rồi ông giáo a. Chắc có lẽ vì tình yêu em dành cho chồng không quá nhiều, lại cộng thêm các yếu đối tố khác nữa nên em quyết định kết thúc tất cả. Em quen chồng qua một lần từ thiện trên Lào Cai. Thấy bằng hữu bảo anh ấy là con nhà giàu nhưng sống rất đúng mực, giản dị và có tâm với mọi người bao quanh nên em cũng mến. Một thời gian sau thì anh ấy tỏ tình với em. Cũng tình cờ đưa về nhà chơi thôi nhưng bố mẹ em ưng lắm, bảo em 27 rồi cưới thôi chứ để làm gì nữa. Câu chuyện được cô gái chia sẻ trên một diễn đàn. Vậy là mất thêm 2 tháng để sẵn sàng cắt cưới nữa. Bọn em cách nhà nhau 50 km và hầu như em không tiếp xúc với gia đình anh nhiều. Tại bọn em cũng xác định cưới kết thúc sẽ ở riêng rồi. Dù là nhà gái nhưng hôm nhà trai quý phái hỏi có đòi hỏi gì cho đám cưới không thì bố mẹ em bảo tùy gia đình bên ấy chứ không yêu cầu. Nói thật nhà em làm nông, bố mẹ em chân chất ngay thẳng lắm, chẳng bao giờ biết làm màu mè là gì. Sau hôm hai nhà thủ thỉ người lớn thì mẹ anh ấy gọi bọn em vào phòng riêng đưa cho 20 triệu để đi tự sướng cưới. Bà cũng nói là tổ chức ở quê kết thúc sẽ tổ chức ở nhà hàng trên này để báo hỷ. Bọn em cũng có nhiều người quen không về quê dự được nên em có nói là đăng ký 10 mâm khách của em và nhà em sẽ gửi tiền cổ. Về khoản kinh hoàng tế em thấy mẹ chồng rất thoáng, chi hết các thứ. Toàn bộ chăn ga, đồ dùng trong phòng cưới là mẹ chồng em sắm 100%, không cho bọn em tự sắm gì. Anh tự hào về mẹ lắm nhưng em lại không thấy dễ chịu tí nào. Thậm chí giấy cưới bà còn mang về nhà rồi bảo em mặc cái này, cái kia. Em cảm thấy mất tự chủ thực sự. Tối ấy về em thủ thỉ với anh thì anh bảo mẹ chu đáo niềm nở thế còn yêu cầu gì nữa. Nhưng khổ nổi thế này, chẳng biết ý bà là gì nhưng đặt đồ, mua sắm lại bảo người ta chở về nhà em rồi bọn em lại phải mang lên Hà Nội. Mỗi lần người ta mang đồ đến thôn thôn lại bàn tán bảo em sốt sướng nọ kia, bố mẹ em cưới con mà không phải lo gì. Nghĩ cũng bực, em quyết định thủ thỉ thẳng thắn một lần nữa với chồng và mẹ chồng tương lai. Chiều ấy em đến chung cư anh ở, vì em cũng có chìa khóa thì không thể tin nổi mẹ con anh đang cãi nhau trong nhà. Em vào mà họ còn không biết gì luôn. Có chết em cũng không quên được mẹ anh ấy bảo em, đã gái già còn nhà quê mà không biết điều. Mẹ gì con nên mới cho cưới, chứ con xem, về đóng dâu cái nhà lục sục ấy rồi xấu mặt cả gia đình mình. Bố mẹ nó cũng chẳng xứng đáng ngồi với người nhà mình đâu. Không phải tự nhiên mà mẹ bỏ tiền 10 mâm cổ cho nó nhé. Kể cả đóng dâu, tất cả lên trên này, chứ về nhà nó thì chả cưới xin gì nữa. Ảnh minh họ. Và việc mua đồ đạc chuyển về nhà em mẹ anh cũng dặn người ta phải để cả thôn biết là em được nhà chồng cho hết. Nhưng cái em ước nhất là anh ấy chẳng bảo vệ em mà một mực im lặng. Lúc ấy thật sự em không nghĩ được điều gì nữa. Em về phòng trọ, mang hết chỗ thiếp 500 cái mới lấy về ra đốt hết. Cả cái giấy cưới bác úy đưa cho em hôm trước, này thì 2.000 đô em cũng đốt rồi muốn ra sao thì ra. Đến đây có khá nhiều người hoài nghi về câu chuyện cô gái kể. Và cũng có người quấn cái kết xem cuộc tình này sẽ đi về đâu. Kết cục, em gửi ảnh cho anh úy và tuyên bố không muốn cưới nữa. Anh úy kinh hoàng hốt quý phái phòng em và chúng em đã cãi nhau một trận nảy lửa. Sau đó thật sự em không muốn nhớ đến nữa vì mẹ anh ấy tóm em đền tiền cái giấy. Chồng hụt của em nhận nghĩa vụ và cũng chấp nhận chia tay. Rất may là bọn em chưa đăng ký. Vậy đấy các chị à, câu môn đăng hộ đối chưa bao giờ sai đâu. Có yêu mấy cũng đừng để người ta khinh mình, khinh bố mẹ mình. Quả thật là câu chuyện hết sức tréo ngoe. Có lẽ là hành động của cô gái có chút bồng bột, cảm tính nhưng chỉ trong hoàn cảnh ấy thì người ta mới biết cách lựa chọn nào là tốt cho mình. Cũng chính vì vậy mà rất nhiều người hưởng ứng ủng hộ việc hủy hôn của cô gái trên. Đúng là trong hôn nhân chúng ta không nên vội vàng, lấy chồng không chỉ một mình anh ấy mà còn cả nhà chồng. Vậy nên, đừng vì kinh hoàng mình đã quá tuổi mà vội vàng, việc ấy không đáng kinh hoàng bằng việc lấy nhầm chồng đâu các cô gái a.